Đó chuẩn bị đi đó, mới đi ra ngoài, đi ra rú ra này là chuẩn bị đi đó. Chứ không phải là ấy đâu. Chuẩn bị đi mà. Đó chứ. Ta đậu ở nhà mà. Ta chuẩn bị ta đi á, tại vì thấy mấy anh đang kéo xe tùm lum ở trên chển nữa. Xe này ta chuẩn bị ta đi ra. Chứ đâu phải gì đâu. Tôi là một người dân thôi, tôi năm nay 70 tuổi rồi nè. Tôi là một người dân, tôi nói tí tỉ như đây, người ta mới vừa ra, ra mà. Để ta chuẩn bị, ở trên lầu xuống đi. Mà nhà người ta, nó phạt người ta, tôi thấy nó rất là kỳ. Thấy mà cái xe khác mà đậu đậu đây, hoặc là xe này đậu vài ngày đó. Đã người ta thấy trên kia rồi, nhưng mà không, tôi đã có biết trên kia, tôi thấy mà. Mà giờ biết cậu ở trên rồi. Tôi nhà xuống lớp 7 kế bên, thấy rõ ràng. Cái gì phải có tình có lý, làm cái gì nó không hay đâu. Đời sống cái gì cũng vậy thôi, người ta ngoan cố, người ta làm cái gì đó nên làm, người ta mạnh tay luôn, thẳng sẵn sàng trừng trị những cái kẻ mà nó hậu bậy bạ mà mình nói. Cái này nhà người ta một xíu cái gì nó xuống cái chợ người đi mớ lú đậu xe, tôi thấy tôi mở cửa ra, tôi thấy mớ lú đậu xe ta là bị thấy con người cứ làm quá đáng. Tôi thật đó. Đem tôi bắn, tôi đem tôi bắn tôi cũng chịu, là 70 tuổi cũng chí chết rồi, là chết trong một cái mà sự dám nói sự thật làm để cho người ta kính nể chút. Bây giờ những người buôn bán hàng rong không tụ tập buôn bán và là là tôi để bên kia. Cái chỗ đó là không phải là chỗ xe chạy. Đó cái cửa đó là cửa quá, đâu có xe hơi vô đâu. Đó, cái bờ cao gì mà làm sao xe hơi vô được. Để đó để cho đừng cho bao giờ chiếc xe nào mà lên đậu gồng đầy đường. Chấp hành tốt của nhà nước quá, lấy cái bảng để anh đi dẹp đường, anh lấy cái bảng đó là tôi thấy anh rất sai.